Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 29 tháng 5 năm 2023 của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, tại Trung Quốc không có nhiều điều chỉnh so với phiên giao dịch cuối tuần. Từ cuối tuần trước, giá heo chuyển sang tăng giá sau chuỗi ngày giảm giá, ở nửa cuối tuần mức tăng rõ rệt hơn, nâng mức giá heo lên mức 48.000 đồng trên 1 kg. Bắt đầu từ giữa tuần trước, lượng nhập heo về vỗ béo lần hai tăng mạnh, nhu cầu heo loại 80 đến 110 kg tăng cao khiến giá thị trường cũng tăng cao. Đồng thời, việc kiểm soát sản lượng giết mổ của các trại heo quy mô tập đoàn càng làm tăng thêm khó khăn trong việc thu gom heo cho các công ty giết mổ, khiến giá heo tiếp tục tăng vào cuối tuần, chênh lệch giá giữa lợn tiêu chuẩn và lợn mỡ cũng đã thu hẹp lại. Càng gần đến cuối tháng, áp lực xả hàng đối với các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn đã giảm bớt, các nhà đầu tư nhỏ lẻ càng có tâm lý chờ đợi, sau khi giá heo tăng và sức nóng tăng vỗ béo lần hai, cũng như sự hỗ trợ từ phía nhà cung trong ngắn hạn về phía cầu hiện đang vào mùa tiêu thụ trái vụ nhiệt độ tăng cao nên tiêu thụ thịt heo ế ẩm các doanh nghiệp giết mổ cũng không mấy mặn mà với việc giết mổ nhìn chung trọng lượng trung bình của heo sống để giết mổ tiếp tục giảm và các trang trại ít có áp lực bán hàng từ cuối tháng đến đầu tháng nguồn cung heo hơi khả quan hơn nhưng nhu cầu tiêu thụ không nhanh thiếu lực hỗ trợ dự báo giá heo có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn tuy nhiên giá còn có xu hướng giảm điều chỉnh nhẹ khi tốc độ giết mổ ở giai đoạn cuối tháng diễn ra hạn chế Tại Việt Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ở mức cao, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn. Giá hôm nay dao động 56.000 đến 61.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận thay đổi mới về giá. Hiện tại, heo hơi tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội đang được thu mua với giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 58.000 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên đi ngang. Theo ghi nhận, giá heo hơi đứng yên trên diện rộng. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục giao dịch heo hơi với giá thấp nhất là 55.000 đồng trên 1 kg. 58.000 đồng trên 1 kg là giá heo hơi được ghi nhận tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắc và Ninh Thuận. Mức giá thu mua cao nhất đang có mặt tại các tỉnh còn lại là 59.000 đồng trên 1 kg. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Thanh Hóa, Nguyễn Văn Sơn cho biết, để phát triển chăn nuôi trên địa bàn theo hướng tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, huyện đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, các cấp để tạo nguồn lực đầu tư cho chăn nuôi hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chế biến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y theo dõi giám sát các xã thị trấn thực hiện tốt công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi các chợ kinh doanh thực phẩm các điểm thu gom giết mổ gia súc gia cầm quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm và thực hiện đúng quy trình kiểm tra lâm sàng động vật lưu thông và kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tổ chức lấy mẫu, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, các chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, báo Thanh Hóa đưa tin. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam chứng lại. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng đứng yên theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, 61.000 đồng trên 1 kg là ngưỡng thu mua heo hơi cao nhất đang có mặt tại tỉnh Long An. Thấp hơn một giá ở mốc 60.000 đồng trên 1 kg, gồm có Đồng Nai, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 55.000 đến 61.000 đồng trên 1 kg. Hai tuần nay giá heo hơi liên tục tăng giá, tính đến thời điểm này, giá heo hơi cao nhất đã có nơi lên đến 63.000 đồng trên 1 kg. Có được giá này là do một số công ty chăn nuôi lớn dẫn dắt thị trường, đã tung ra thị trường chương trình khuyến mại hấp hẫn. Ở mức giá này, người chăn nuôi sẽ có lời khoảng 4 đến 5.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức lời sẽ thấp hơn do chưa cộng hết các chi phí hao hụt và tiêu tốn khác nữa. Tìm hiểu giá gia cầm hôm nay, 29 tháng 5 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp tiếp tục giảm, giá vịt thịt tại các vùng phía Nam có dấu hiệu tăng nhẹ. Giá gà trắng tiếp tục giảm. Theo ông Phùng Văn Hiệp, thương lái thu mua gà trắng tại các vùng Hà Nội, Hòa Bình, do nguồn cung tăng cục bộ nên giá gà lông trắng liên tục giảm. Hôm nay giá gà bán tại các trại, còn khoảng trên dưới 26.000 đồng trên kg, có chạy chỉ bán được trên 25.000 đồng trên kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà công nghiệp bán tại các vùng phía Nam vẫn duy trì ở mức trên dưới 20.000 đồng trên kg. Giá gà màu, giá gà ta lai nuôi trên 4 đến 5 tháng tại các vùng miền Bắc có xu hướng tăng, có chạy ở Ninh Bình, Hà Nam bán trên 70.000 đồng trên 1 kg. Giá gà ta lạc thủy, mía sơn tây bán tại các vùng Hà Nội, Bắc Giang khoảng trên 80.000 đồng trên 1 kg, có chạy bán gà trên 5 tháng tuổi. Được gần 90.000 đồng trên 1 kg. Giá gà đen loại gần 1 năm tuổi bán tại các vùng Hà Giang, Lao Cai cho khách du lịch có nơi đạt gần 200.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt so với giá thị trường ngày cuối tuần, giá vịt hôm nay bán tại các vùng phía Nam có nơi tăng nhẹ, giá vịt siêu thịt bán tại các vùng Đồng Nai, Bình Phước cao nhất đạt khoảng 35.000 đồng đến 36.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt ở các vùng miền Bắc duy trì ở mức từ 32.000 đồng đến 36.000 đồng trên 1 kg có nơi bán vịt đẹp mới được 37.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt xiêm bán ở các vùng Đồng Nai đạt gần 70.000 đồng trên 1 kg, giá vịt đẻ thải loại có chạy bán được trên 70.000 đồng đến 75.000 đồng trên 1 con, giá vịt trời bán được trên 80.000 đồng trên 1 con. Giá ngan thịt dao động từ 60.000 đồng đến trên dưới 70.000 đồng trên 1 kg, tùy loại, ngan trắng máy khoảng trên 60.000 đồng trên 1 kg, ngan trống giả có chạy bán 75.000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại